Xin chào các bạn, mình tên là Evy, hiện mình đang theo học khoa du lịch tại trường Đại học Kyunghee. Vừa qua mình đã theo học gói bài giảng của Master Topic và đạt được cấp 6 trong bài thi Topic lần thứ 49. Mình đặt mục tiêu Topic cấp 6 và bắt đầu ôn luyện thì tình cờ biết đến gói bài giảng của Master Topic. Mình vào trang web và xem thử gói bài giảng thì thấy nội dung rất cần thiết và phù hợp với mình nên mình đã lựa chọn Master Topic. Mình phải đi học trên trường nên việc dành thời gian ôn thi Topic rất khó khăn. Tuy nhiên các bài giảng của Master Topic là bài giảng online nên khi nào mình thích thì đều có thể học được, vô cùng thuận tiện. Nếu đi học ở trung tâm thì phải đi học vào thời gian cố định mà điều đó thì rất khó đối với mình. Còn học online thì bất cứ lúc nào cũng có thể xem bài giảng. Mình đã học gói Topic cấp 5-6, đó là gói có thể ôn được tất cả các kỹ năng nghe, đọc, ngữ pháp và viết. Khi học còn có thể được cô giáo dạy cho kỹ năng chọn đáp án theo từng loại câu hỏi. Cô giảng rất dễ hiểu và chi tiết nên chỉ sau 2 tháng xem mình đã đạt được cấp 6. Trong lúc học, những chỗ quan trọng mà cô giáo nhấn mạnh mình đều ghi chép lại đầy đủ. Những chỗ mình cảm thấy chưa hiểu được thì mình cứ xem đi xem lại nhiều lần cho đến khi nào mình hiểu rõ. Chỗ nào khó quá mình không hiểu được thì đăng câu hỏi trên trang web để cô giáo giải thích thêm. Còn những kiến thức ngắn gọn thì mình chỉ hỏi trên Facebook là nhận được ngay câu trả lời. Cho nên tiến độ học tập của mình hầu như không bị ngắt quãng. Lúc đi thi thì mình chú ý áp dụng các mẹo mà cô giáo đã truyền cho nên có thể tìm được đáp án đúng nhanh chóng. Nhờ vậy trong kỳ thi lần này, dù câu hỏi có hơi dài và hơi phức tạp, nhưng mình đã đạt được điểm tối đa trong phần đọc hiểu và 98 điểm trong phần nghe hiểu. Mình thấy nhiều bạn còn lạ lẫm về cách học online. Lúc đầu thì mình cũng vậy, nghĩ là học không biết có hiệu quả gì không. Tuy nhiên lúc đó tình thế bắt buộc nên mình không còn cách nào khác. Nhưng khi đã học rồi thì mình mới thấy học online rất hiệu quả, không kém gì khi học ở ngoài. Thậm chí còn có nhiều ưu điểm, ví dụ như là mình có thể học đâu cũng được và một bài giảng mình có thể xem đi xem lại nhiều lần. Sau khi học và đạt được mục tiêu thành công thì mình đã giới thiệu cho người bạn một vài gói tiếng Hàn của Master Topic. Thì ai cũng đang học rất hiệu quả và cảm thấy rất thích thú nên mình nghĩ không cần phải bàn cãi về chất lượng của Master Topic nữa.